Cô chào các em, cô rất vui lại được đồng hành với các em trong tiết tập làm văn này. Ở tiết học trước, các em đã học được cách quan sát, viết một đoạn văn về thân, lá, gốc của cây cối. Trong tiết học ngày hôm nay, các em sẽ học được cách quan sát và miêu tả hoa quả của cây thông qua bài luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối. Các em hãy cùng mở sách tiếng Việt lớp 4 tập 2 trang số 50. Trước khi vào bài học, cô có một câu đố nhỏ dành cho các bạn. Hoa gì tim tím trắng, mùa đông bói không ra, mùa xuân vừa khai hội, nở sáng gốc quê nhà, mùi hoa ngan ngát thoảng, thơm mãi giữa lòng ta. Nào, các em hãy cùng suy nghĩ nhé. Đây chính là đáp án của cô. Đáp án là hoa xoan hay còn gọi là hoa sầu đâu. Tháng 3 về, xen giữa màu xanh của chòi lá là những bông hoa xoan dịu dàng, đáng yêu làm sao. Cái màu phơn phớt tím dịu dàng và mùi hương theo gió bay bay trong không gian ở những làng quê Bắc Bộ Thanh Bình. Để biết vẻ đẹp cũng như mùi hương của hoa như thế nào, các em hãy cùng cô tìm hiểu nhé. 1. Đọc một số đoạn văn miêu tả hoa quả dưới đây và nêu nhận xét về cách miêu tả của tác giả. Hoa sầu đâu. Vào khoảng cuối tháng 3, các cây sầu đâu ở vùng quê Bắc Bộ đâm hoa và người ta thấy hoa sầu đâu nở như cười. Hoa nhỏ bé, lấm tấm mấy chấm đen, nở từng chùm, đu đưa như đưa võng mỗi khi có gió. Cứ đến tháng 3, nhớ đến sầu đâu là tôi cảm thấy thoang thoảng đâu đây một mùi thơm mát mẻ, dịu dàng. Mát mẻ còn hơn cả hương câu, mà dịu dàng có khi hơn cả mùi thơm hoa mộc. Mùi thơm huyền diệu đó hòa với mùi của đất ruộng cày vỡ ra, mùi đậu đã già mà người nông phu hái về phơi nắng, mùi mạ non lên sớm xanh màu hoa lý, mùi khoai sắn, mùi rau cần ở các ruộng xâm xấp nước đưa lên. Bao nhiêu thứ đó, bấy nhiêu thương yêu, khiến người ta cảm thấy như ngây ngốc, như say say một thứ men gì. Theo Vũ Bằng, đây là chân dung của tác giả Vũ Bằng. Ông sinh năm 1913, mất năm 1984, là người có sở trường viết về truyện ngắn, tùy bút và bút ký. Còn đây là hoa sầu đâu. Cô còn có một câu đố hình ảnh dành cho các em. Các em hãy đoán xem đây là nhà thơ nào. À, đây chính là nhà thơ Ngô Văn Phú. Ông sinh năm 1937. Ông có sở trường viết về đề tài nông thôn và lịch sử. Để xem qua ngòi bút của ông đã tả về quả cà chua như thế nào. Các em hãy theo dõi. Quả cà chua. Đêm huyền diệu đã rủ hoa cà chua lặng theo vòng thời gian chuyển vần. Hoa biến đi để cây tạo ra những chùm quả nõn chung màu với cây với lá. Cà chua ra quả xung xuê chi chít, quả lớn quả bé vui mắt như đàn gà mẹ đông con. Quả một, quả chùm, quả sinh đôi, quả chùm ba, chùm bốn. Quả ở thân, quả leo nghịch ngợm lên ngọn làm oẻ cả những nhánh to nhất. Nắng đến tạo vị thơm mát dịu dần trong quả. Mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ hiền diệu. Cà chua thắp đèn lồng trong lùm cây nhỏ bé gọi người đến hái. Màu đỏ là màu nhận ra sớm nhất những quả cà chua đầu mùa, gieo sự náo nức cho mọi người. Theo Ngô Văn Phú. Bây giờ cô và các em hãy cùng nhau trả lời những câu hỏi ở bài 1. Ở bài hoa sầu đâu, tác giả tả cả chùm hoa, không tả từng bông hoa vì hoa sầu đâu nhỏ, mọc thành chùm. Tả mùi thơm thì tác giả đã dùng biện pháp so sánh, mùi thơm mát mẻ hơn cả hương câu, dịu dàng hơn cả hương hoa mộc. Cho mùi thơm huyền diệu đó hòa với các hương vị khác của đồng quê, mùi đất ruộng, mùi đậu già, mùi mạ non, khoai sắn, rau cần. Ngoài ra, tác giả còn thể hiện tình cảm của chính mình. Hoa nở như cười, bao nhiêu thứ đó, bấy nhiêu thương yêu, khiến người ta cảm thấy như ngây ngốc, như say say một thứ men gì. Vậy thì khi mà tả hoa, các em nhớ tả chùm hoa hoặc tả chi tiết một bông hoa.
tả hình dáng, màu sắc, mùi hương. Dùng nghệ thuật so sánh nhân hóa, đặc tả các đặc điểm nổi bật, kết hợp miêu tả với bộc lộ tình cảm. Ở bài quả cà chua, trình tự miêu tả, tả cây cà chua từ khi hoa rụng cho đến khi kết quả, từ khi quả còn xanh cho đến khi quả chín, tả cà chua ra quả xum xuê chi chít với những hình ảnh so sánh nhân hóa. Những hình ảnh so sánh như là quả lớn, quả bé, vui mắt như đàn gà mẹ đông con. Mỗi quả cà chua chín là một mặt trời nhỏ hiền diệu. Còn hình ảnh nhân hóa như là quả leo nghịch ngợm lên ngọn, cà chua thắp đèn lồng trong lùm cây. Khi mà các em tả quả, các em nhớ tả quá trình phát triển của quả hoặc tả chi tiết lúc quả chín. Tả hình dáng, màu sắc, mùi vị. Dùng nghệ thuật so sánh, nhân hóa, đặc tả đặc điểm nổi bật. Kết hợp miêu tả với bộc lộ tình cảm. Để làm rõ hơn, cô sẽ so sánh cả hai bài tả hoa và tả quả. Đối với bài tả hoa, các em sẽ tả cả chùm hoa hoặc tả chi tiết một bông hoa. Còn bài tả quả, chúng ta sẽ tả quá trình phát triển của quả từ lúc non cho đến lúc chín hoặc tả chi tiết lúc quả chín. Ở bài tả hoa, mình sẽ tả hình dáng, màu sắc, mùi hương. Còn bên tả quả, chúng ta sẽ tả hình dáng, màu sắc, mùi vị. Ở cả hai bài tả hoa và tả quả, để cho bài văn của chúng ta thêm hấp dẫn và sinh động, thì chúng ta cũng nên kết hợp dùng nghệ thuật so sánh, nhân hóa và đặc tả những cái đặc điểm nổi bật, kết hợp miêu tả với bộc lộ tình cảm. Các em vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Ở bài tập số 2 là viết một đoạn văn, tả một loài hoa hoặc một thứ quả mà em yêu thích. Đây là một bài tập thực hành, các em nhớ ở nhà thực hiện nhé. Bài học của cô đến đây đã kết thúc. Ở nhà các bạn nhớ đọc thêm bài Hoa Mai Vàng trang số 50, Trái Vải Tiếng Vua trang số 51. Cô chào các em, cô chúc các em học thật tốt.